đèo 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 này đèo gì nhỉ? Này Sa Pa thôi. Chưa phải là đèo gì tên tuổi à? Tên tuổi. không có vẹo gì. Lên kia đèo ô tô này, các loại xe tham vô lên đặt số 1 bò. Không bao giờ đi được số 2. Đây là đường lên Sa Pa. Đây là các cái thanh niên choai đang đi chơi Tết. Đây có những cái cây thông cổ thụ 100 tuổi đấy. Các bạn có dịp lên đây check in đó. Check in bên những cái cây thông cổ thụ 100 tuổi. Đây, ở đây các cháu đi ra đường chơi rất là đông. Trường học ra chơi rất là đông. Sa Pa.
phòng nghỉ tiện nghi, phòng họp tiêu chuẩn quốc tế, nhà hàng Á Âu. Dốc này mới 9% thôi, mình bảo là 12% nhưng nó chỉ có 9% thôi. Cái đoạn này là 9%. Tự biển nó hấp lên, người ta cảnh báo là 9%. À. Đó. À. Cái đoạn mà nó cua xe dài nó áp lực nhiều. Đây có cơm phở này, đỗ xe ở đây ăn cơm. Làm quá đúng ở đoạn dốc cua đi này. À, đây có gà bản và các món ăn của dân tộc. À. Đây cái gì nó quốc lộ DB, kéo DB. À. DB là cái gì? DB là một chữ viết tắt của cái gì đấy mà mình bây giờ còn chưa dịch ra. Đi đi.